chào bạn, mình là Huy, nhân viên phụ trách mảng clean giày của The Lucky Star. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn 5 bước để vệ sinh một đôi giày. Để bắt đầu vệ sinh một đôi giày, trước hết thì mình cần phải có dụng cụ. Đây là những dụng cụ mình cần để clean một đôi giày. Đó là một cái khay để đựng nước, hai là bàn chải. Với bàn chải này có đế, bàn chải thì có upper. Thứ ba là dung dịch vệ sinh của Jason Mark và Rishu. Để về bước tiếp theo thì trước hết chúng ta phải tháo dây giày nó ra đã. Bước 3, mình sẽ đánh đế với bàn chải để có đế. Khi mà các bạn đánh, các bạn nhớ đánh xoay tròn. Khi mà các bạn đánh đế, các bạn sẽ đánh xoay tròn, đánh chi tiết vào những cái rãnh mà bẩn nó bị đọng lại. Khi mà đánh thẳng thì nó sẽ không vào được những cái rãnh như thế. Các bạn đánh xoay tròn, nó sẽ vào được hết tất cả các rãnh, và cái đôi giày sạch hơn. Sau khi đánh xong đế thì mình sẽ đánh phần viền xung quanh và mũi giày. Các bạn vẫn tiếp tục đánh xoay tròn giúp mình. Cái này các bạn không cần phải đánh mạnh, cứ hết sức bình tĩnh, từ từ, nó sẽ sạch thôi. Sau khi mà các bạn đánh xoay tròn xong, các bạn sẽ đánh một lượt thẳng. Bước thứ tư, mình sẽ thay vẫn đổi bàn chải. Dùng bàn chải này, bàn chải mềm để mình đánh phần upper. Và sau khi clean upper xong thì chúng ta hãy ngâm dây giày vào dung dịch. Sau khi ngâm dung dịch xong thì mình sẽ bỏ ra để vò dây giày. Sau khi mà vò xong dây giày thì mình sẽ vắt cho khô, vắt cho kiệt nước ở trong đó. Sau đấy là mình sẽ bỏ ra để đi phơi. Bước thứ 5 cũng là bước cuối cùng, mình sẽ lấy khăn lau qua phần bọt. Và ở The Lucky Star của bọn mình có máy sấy và hút mùi giày. Mình sẽ cho vào đây các bạn xem. Như các bạn đã thấy thì ở cái máy khử mùi này nó có tia cực tím, và với cái nhiệt độ thích hợp thì nó sẽ khử được mùi và làm khô giày nhanh chóng hơn. The Lucky Star rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Và đấy là 5 bước để chúng ta có thể vệ sinh giày
dần nhanh chóng. Nếu mà các bạn không có thời gian để vệ sinh giày thì các bạn hãy mang giày qua ngay The Lucky Star, địa chỉ là 447 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, để chúng mình có thể clean giày cho các bạn cách sớm nhất trong vòng 2-3 ngày. Cảm ơn các bạn đã bỏ ra những giây phút quý giá để xem video của chúng mình. Các bạn hãy like và subscribe kênh The Lucky Star TV của bọn mình để đón xem những video bổ ích ở phía sau. Cảm ơn các bạn.